Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi và man oh man. Hôm nay đây chúng ta khá là sôi so động nhưng mà không phải là về cái phương diện giá cả các bạn mà về tin tức và về drama đã rất là nhiều luôn. Tôi biết là có rất nhiều bạn muốn thường chia sẻ về cái thông tin mới nhất liên quan tới Ledger. Thuần sẽ dành cái video thứ hai này để nói rất là chi tiết về những gì mình thường biết liên quan tới la và cập nhật mới nhất nhưng mà ở cái phần đầu video này đó tôi nghĩ là chúng ta nên dành thời gian để mà cập nhật tình hình chung để các bạn có thể có một cái nhìn tổng quát về những gì đang xảy ra hiện tại tại vì tin tức đó, thì mãi vẫn là tin tức thôi các bạn điều quan trọng hơn là các bạn thấy những tin tức đó các bạn có những suy nghĩ gì và các bạn có thể sâu chuỗi được để xem những gì đang xảy ra và có những quyết định gì về đầu tư thì cái đó nó mới quan trọng hơn tại vì nếu như mà chúng ta quá quan tâm đến từng tin tức một chúng ta quá quan tâm đến những cái drama hàng ngày thì các bạn sẽ dễ dàng bị phân tâm mà không nhìn thấy được những cái cơ hội trước mắt. Khi mà chúng ta nhìn vào chứng Hoa kỳ ngày hôm nay đã kết thúc là một màu đỏ các bạn. Chỉ số Dow Jones đã xuống hơn 1%, S&P 500 thì xuống 0.64% và Nasdaq đã xuống 0.18%. Pre-market thì các bạn thấy được là bây giờ xanh lại một chút nhưng mà không phải là xanh nhiều lắm. Nói chung đó thì vẫn có khá là nhiều những cái lo lắng liên quan tới nợ trần, lo lắng liên quan đến suy thoái tài chính. Tôi sẽ chia sẻ thêm những thông tin với các bạn một lát nữa. Chúng ta nhìn vào hợp đồng dầu đó thì à mức là 70 đô. 53 cent cho một thùng dầu vẫn ở mức rất là thấp trong vòng mấy tháng qua. Vàng đó thì các bạn thấy được hôm nay đã xuống dưới 2.000 đô rồi, bây giờ mức là 1.994 đô cho một ounce vàng. Crypto đó thì các bạn thấy được là về giá cả của BTC thì nó cũng không có khác nhiều so với ngày hôm qua, ở mức là 27.200 đô các bạn. Và chúng ta nhìn thấy được là cái mức này thì cao hơn một chút so với lại cuối tuần vừa rồi. Cuối tuần rồi thì chúng ta mức là khoảng 26.800 đô. Và chúng ta nhìn vào Crypto Bubble hôm nay đây thì cũng có một số đồng tăng các bạn, có đồng rent tăng 10.4%, Mana tăng 9.8%, còn là chúng ta có CFX tăng 11% và Lido tăng 7.2%. Nói chung đó thì crypto ngày hôm nay chúng ta cũng không thấy nhiều màu đỏ, chúng ta có Kava xuống 6.5% và hầu như đó là đồng xuống nhiều nhất trong tháng 100 này rồi. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng số vốn hóa đó thì cũng không có nhiều sự thay đổi. Vốn hóa bây giờ cũng tương tự như ngày hôm qua mà thôi xuống 0.1% ở mức là 1.18 nghìn tỷ đô la. Về phương diện giá cả thì crypto cũng không có nhiều sự thay đổi nhưng mà chứng khoán thì đỏ các bạn và chúng ta đã thấy được là vàng cũng đã xuống dưới 2.000 đô thì chúng ta hãy bắt đầu nói tới những thông tin nổi bật đi đầu tiên hết chúng ta hãy nói tới cái thông tin liên quan tới nợ trần thì ngày hôm qua đó, Bộ Tài chính của Hoa Kỳ, Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính thì vẫn tiếp tục chia sẻ là nếu như mà không có bất cứ một động tĩnh nào để mà nâng nợ trần lên đó, thì khoảng chừng đầu tháng 6 là chính phủ Hoa Kỳ sẽ hết tiền. Thì bây giờ đó tình hình nâng nợ trần đã đến đâu rồi các bạn? Các bạn đã nhớ là tuần vừa rồi đó thì uh, Tổng thống Joe Biden cũng đã mời những người đứng đầu của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa từ uh, Quốc hội đến để mà bàn về việc nâng nợ trần nhưng mà sau đó thì cũng không có kết quả. Ngày hôm nay là cái uh, đợt gặp mặt lần thứ nhì thì sau khi mà hai bên gặp mặt đàm phán đó, thì bây giờ vẫn chưa có bất cứ một cái kết luận gì liên quan tới nợ trần sẽ nâng và nâng bao nhiêu và khi nào mới nâng. À, chúng ta chỉ biết được là cả hai bên đều nói là đã có một chút xíu tiến triển nhưng mà cả hai bên thì cũng không có gần hơn để đưa ra một cái quyết định liên quan tới nợ trần. Về quan điểm của nợ trần thì tôi đã chia sẻ nhiều trên kênh này rồi, chúng ta không có lặp lại trong video này. Nó tóm lại đó thì sớm muộn gì cũng sẽ được nâng mà thôi để xem coi là bên nào sẽ nhường bước trước, có thể là cả hai bên, mỗi bên nhường một bước thì um, mới có được một kết quả nhanh chóng liên quan tới nâng nợ trần lên nhưng mà giả sử như là chúng ta đã đến cái mức nợ trần rồi mà vẫn chưa có một kết luận gì về việc nâng nợ trần lên đó. thì các bạn nghĩ như đầu tư sẽ ra sao thì bloomberg đã có một cái bài khảo sát thật ra họ hỏi hai câu hỏi đầu tiên hết đó, thì bạn sẽ mua gì khi mà hoa kỳ chạm mức nợ trần thì các bạn đã thấy được là bên dưới này đó là có một số những loại tài sản từ trên xuống dưới là chúng ta có vàng không trái phiếu btc đồng đô la, đồng yen, đồng Swiss franc và những thứ khác. Tôi không biết những thứ khác này là những thứ gì các bạn, có thể là những kim loại khác ngoài chữ vàng, có thể là tiền của một quốc gia khác. Cái đó thường không có rành. Cái mà chúng ta biết đó là có hai màu cho mỗi một cái tài sản này. Cái màu cam các bạn nhìn thấy đó, đó chính là đại diện cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp hay là những tổ chức đầu tư. Còn cái màu xám bên dưới đó đại diện cho cái bỏ phiếu của nhà đầu tư bình thường như là thùng về các bạn. Thì các bạn đã thấy rất rõ ràng khi mà câu hỏi là bạn sẽ mua gì nếu Hoa Kỳ chạm mức nợ trần thì các bạn thấy được là rất rõ ràng là nhiều người hầu như phân nửa à, chúng ta tính những nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư bình thường đó, thì đều nói là họ sẽ mua vàng các bạn vàng vẫn là lựa chọn đầu tiên trong tình hình bất ổn và chúng ta thấy rõ ràng bây giờ vàng vẫn là cái sự lựa chọn đó nhưng mà điều thú vị hơn đó là chúng ta có cái tài sản thứ nhì À, được mua dựa theo khảo sát này đó chính là không trái phiếu thì sẽ có nhiều bạn nói là tại sao mà lại mua không trái phiếu trong khi mà nếu chính phủ hoa kỳ trả mức nợ trần có nghĩa là họ sẽ trả cháy nợ họ sẽ vỡ nợ thì tại sao lại đi mua không trái phiếu thì rất đơn giản thôi các bạn tại vì nhiều người đã tin là cho dù chúng ta tới cái mức nợ trần hoa kỳ giả sử như thôi điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử mà giả sử như là hoa kỳ trả trễ nợ vài ngày thì cuối cùng họ cũng sẽ trả mà thôi nhưng mà trong thời gian đó đó họ vẫn phải tiếp tục bán những cái công trái phiếu mới để lắp lại cho những cái công trái phiếu cũ khi mà những công trái phiếu cũ hết hạn và những công trái phiếu mới đó sẽ phải trả cái mức lãi suất rất là cao cho đến khi nào mà Hoa Kỳ nâng nợ trần lên rồi sau đó mới bắt đầu là trả tất cả đúng hẹn nhưng mà tới lúc đó đó lãi suất đã giảm xuống như là bình thường rồi nhưng mà những công trái phiếu trong thời gian đó sẽ có lãi suất rất là cao cho nên nhiều người cho đây vẫn là một sự lựa chọn tốt nếu như mà Hoa Kỳ chạm mức nợ trần, Nó rất là khó hiểu các bạn nhưng mà đó là cái cách suy nghĩ của nhiều đầu tư. Nhưng mà các bạn thấy được là cái tài sản mà nhiều người lựa chọn thứ ba là gì các bạn biết không? Đó chính là BTC nhiều hơn cả đồng đô la, nhiều hơn cả đồng yen, nhiều hơn cả đồng US Friends và những thứ khác. Cho chúng ta thấy được là BTC tuy là một cái thị trường bây giờ cũng còn rất là nhỏ, cũng không phải là nhiều người lưu trữ BTC lắm đâu nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là BTC vẫn là một cái gì đó được công nhận bởi thế giới tài chính xếp hạng thứ ba Cho những tài sản các bạn chỉ thua vàng và không trái phiếu mà thôi và đương nhiên BTC đó không ai có thể in được là một loại tài sản mà không phụ thuộc vào bất cứ một quốc gia nào thì đây đương nhiên là một sự lựa chọn mà thường cũng đồng ý với sự lựa chọn này bản thân thường các bạn đã biết có cái lòng tin với BTC là sao rồi chúng ta cũng thấy được là một câu hỏi khác của Bloomberg á là năm 2011 chỉ số chứng khoán S&P 500 giảm 17% do bế tắc về giới hạn nợ thì kỳ này sẽ ra sao cái này không phải nói là nếu như mà tới cái thời điểm đã hết tiền rồi đây thì đã sao mà các bạn đã biết là những năm như năm 2011 quá thì chúng ta đã thấy khi mà đến gần cái ngày mà hết tiền đó, thì mọi thứ trở nên tiêu cực hơn mọi người hoảng loạn hơn rất là nhiều và lúc đó chúng ta thấy được là chỉ số S&P 500 của Hoa Kỳ đã giảm tới 17% thì lần này ra sao cũng tương tự chúng ta có màu vàng và màu xám thì các bạn thấy được là phần lớn chúng ta nhìn vào chuyên nghiệp và nhà đầu tư thông thường đó, thì nghĩ là cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng nhưng mà sẽ không có tệ như năm 2011 đâu đứng thứ nhì đó chúng ta thấy được đó chính là cổ phiếu sẽ giảm nhiều hơn năm 2011 kế đó là cổ phiếu sẽ giảm như năm 2011 và cuối cùng là cổ phiếu sẽ giữ vững cái phần này là ít nhất các bạn nói chung đó, thì phần lớn mọi người đều nghĩ là càng tới gần cái ngày mà hết hạn nợ của Hoa Kỳ chúng ta sẽ càng thấy được là thị trường cổ phiếu càng tiêu cực hơn nhưng mà cũng sẽ không có tệ như năm 2011 chúng ta sẽ biết sớm mà thôi tại vì nếu như chúng ta không có bất cứ một cái quyết định gì liên quan tới nợ trần khoảng một tuần nữa thì nghĩ là cái sự lo lắng nó sẽ tăng lên rất là nhiều nhưng mà nếu như các bạn là một nhà đầu tư dài hạn các bạn có nên lo lắng hay là không thì tôi sẽ nói là các bạn không nên lo lắng về những cái sự kiện như thế này nếu các bạn là một nhà đầu tư dài hạn tôi sẽ chia sẻ tại sao với các bạn một lát nữa khi mà chúng ta nhìn những cái thông tin ngắn hạn này thì sẽ dễ dàng cho các bạn một cái sự phân tâm nhưng mà chúng ta cần phải nên nhìn về dài hạn hơn và chúng ta cũng thấy được là ngoại trừ nợ trần ra đó chúng ta vẫn tiếp tục có những cái thông tin những thông tin này đó nó rải rác mà thôi nó không phải là những cái thông tin như là chúng ta thấy là các phần trăm thất nghiệp tăng cao lên hay là bất cứ những cái thông tin gì liên quan tới thêm một ngân hàng nữa sụp đổ nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy nhiều tài liệu nói là nền kinh tế của Hoa Kỳ và một phần nào đó của thế giới đó cũng đã chậm lại rồi chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là chỉ số của hợp đồng dầu đó thì không có sự tăng trưởng mà thậm chí vẫn tiếp tục ở mức thấp cho dù là cái nhóm OPEC Plus cắt giảm bao nhiêu dầu thì chúng ta được là cái hợp đồng dầu giá cũng không có tăng lên bao nhiêu tăng lên tới 80 rồi lại đẩy cho xuống ở mức 70 đô một phần nào đó phản ảnh là cái nhu cầu dầu đã không có còn nhiều như trước nữa và chúng ta cũng thấy được là một cái thông tin khác liên quan tới cái chỉ số sản xuất ở New York đã giảm rất là nhiều các bạn, giảm bao nhiêu Tháng này đã giảm tổng cộng là 42.6 điểm các bạn, chỉ số này ở mức là âm 31.8. Thì thì các bạn có thể hiểu được cái số chỉ số này giảm đó là nó giảm sâu như thế nào. Thì chúng ta thấy được là phần lớn đó, những cái nhà kinh tế học khi mà khảo sát bởi Reuters thì họ nghĩ là chỉ số này chỉ giảm tới mức là âm 375 mà thôi, bây giờ nó giảm tới âm 31.8. Có nghĩa là sản xuất ở New York đang rất là chậm lại các bạn. Thật ra New York cũng không phải là một nơi mà thường nghĩ là có nhiều sản xuất đâu, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là đây là chỉ số cho thấy nền kinh tế ở New York ít nhiều gì cũng đã chậm lại cho nên chúng ta mới thấy là chỉ số sản xuất chậm lại. Thêm vào đó chúng ta lại thấy những cái thông tin đến từ Home Depot thì Home Depot đã có một cái thu nhập trong quý 1 nói chung đây là cái thu nhập mà thấp hơn dự kiến sâu nhất trong vòng 20 năm qua. Chi tiết hơn nữa là khi mà chúng ta nhìn vào thu nhập của Home Depot thì họ có thu nhập là 37.26 tỷ so với ước tính là tới 38.28 tỷ lần. Sau đó đó họ cũng đưa ra một cái nhận định là họ nghĩ trong vòng từ đây đến cuối năm đó số lượng sản phẩm mà họ bán nó sẽ giảm từ 2 cho đến 5%. Trước đây đó thì công ty Home Depot này cũng không phải là lạc quan lắm, họ nghĩ là năm nay cũng giống như năm rồi mà thôi. Có nghĩa là cái số lượng mà họ bán nó cũng tương tự như vậy nhưng mà bây giờ họ nghĩ là sẽ tệ hơn năm vừa rồi thì tại sao vậy công ty Home Depot này đó thật ra như mà nào mà sống ở Hoa Kỳ thì cũng biết nói chung là một cái cửa hàng siêu thị mà các bạn mua những cái vật dụng trang trí nhà hay là các bạn mua những cái vật dụng để mà sửa chữa nhà thì Home Depot họ nói là những khách hàng mà đến mua đồ của họ đó là những khách hàng mà nói chung là có nhiều tiền hơn những khách hàng trung bình tại vì thường những người tới đây đó là họ mua đồ để mà sửa chữa nhà thì uh, thứ nhất phần lớn là họ sẽ là những người mà sở hữu nhà thứ hai nữa là họ sẽ có một một cái số tiền nào đó rồi cho nên họ mới nghĩ đến chuyện là sửa chữa nhà nâng cấp nhà lên nhưng mà khi mà nhìn vào cái số lượng người đến để mà mua những cái vật dụng để mà sửa chữa nhà giảm xuống hay là chi tiêu của họ đã giảm đó, thì vẫn cho thấy được đây là một cái dấu hiệu là nền kinh tế đã chậm lại ngay cả những người đối với lại Home Depot là đại diện cho cái số lượng người mà có tiền hơn ở Hoa Kỳ cũng đã cắt giảm chi tiêu của họ có thể là họ muốn nâng cấp cái nhà tắm lên hay là nâng cấp nhà bếp lên nhưng mà có thể là bây giờ họ muốn chờ đợi để xem coi tình hình kinh tế như thế nào họ không muốn chi tiêu hiện tại tại vì họ không có lòng tin hay là bây giờ đó họ đã thất nghiệp cho nên là họ không muốn chi tiêu chúng ta không biết được chúng ta chỉ biết là đối với home depot đó đây là dấu hiệu không tốt và chúng ta cũng sẽ nhận được cái thông tin ngày mai đến từ Target Target là một cái siêu thị mà anh thường cũng thường hay shop ở đó các bạn Target là một siêu thị mà bán nhiều cái hàng gọi là cũng nói chung là không cần thiết các bạn Giống như những hàng các bạn mua về để mà chân Phần lớn đó của Target là bán những loại hàng đó Cho nên nếu như mà chúng ta thấy được là Target có cái thu nhập không được tốt Và họ không có cách nhìn lạc quan Thì đó lại thêm một dấu hiệu nữa là nền kinh tế đã chậm lại đây là những gì mà chúng ta cần phải hiểu được cho dù chúng ta nhìn thấy được là phần trăm thất nghiệp vẫn đang thấp và đối với fed thì mọi thứ vẫn ổn nhưng mà thật sự chúng ta thấy được là mọi thứ không ổn như là fed nghĩ và bản thân của thuận thì thuận cũng thường hay đi ra ngoài ăn uống cuối tuần đó thì đối với thuận những cái nơi mà trước đây phải xếp hàng chờ đợi thì hầu như bây giờ đó không còn mấy nơi xếp hàng chờ đợi nữa các bạn người ta cũng đã không có còn ra đường ăn nhiều như hồi xưa nữa và chúng ta cũng nhận được cái thông tin ngày hôm qua đó là cái nợ tiêu dùng của người Hoa Kỳ đã lên tới con số là 17.000 tỷ lần đầu tiên các bạn có nghĩa là người dân của Hoa Kỳ sử dụng rất là nhiều thẻ tín dụng để mà chi tiêu hiện bây giờ chúng ta vừa nói đến vấn đề nợ trần thường vừa nói đến một số những cái thông tin cho các bạn thấy được là nền kinh tế Hoa Kỳ chậm lại còn về ngân hàng thì sao các bạn? Về ngân hàng đó thì ngày hôm nay là cuộc họp cổ đông của ngân hàng Chase Thì các bạn có biết là Jamie Diamond nghĩa là CEO của ngân hàng Chase sẽ nói gì hay là không? Khi mà ông ta được hỏi là công ty JP Morgan này có thu mua thêm ngân hàng nào nữa hay là không? JP Morgan Chase CEO Jamie Diamond đã trả lời thẳng là thì bây giờ Nếu như mà có thêm ngân hàng bất ổn đó thì ngân hàng JP Morgan Chase không có khả năng là nghĩ đến sẽ thu mua thêm bất cứ ngân hàng nào nữa đó là cái sự chia sẻ đến từ Jamie Dimon. Và các bạn cũng đã nhớ là gần đây đó thì JP Morgan đã mua lại ngân hàng First Republic. Và cái điều mà mua lại đó, đó rất là tốt cho ngân hàng JP Morgan Chase. Nhưng mà lỡ như mà có thêm ngân hàng nữa đó thì JP Morgan Chase sẽ không phải là nơi mà Fed và Bộ Tài chính và FDIC có thể kỳ vọng để thu mua thêm bất cứ ngân hàng nào. Như vậy thì các bạn nghĩ là chúng ta còn có khả năng thấy thêm ngân hàng nào sụp đổ nữa hay không? Cái đó thường không biết các bạn Bây giờ chúng ta chỉ biết là có hai chiều suy nghĩ Thứ nhất là những người như là Warren Buffett Thì bây giờ không muốn đụng đến ngân hàng địa phương Và thật ra bây giờ Warren Buffett chỉ còn lưu trữ duy nhất một ngân hàng là Bank of America mà thôi Những ngân hàng còn lại đã bán hết rồi Nhưng mà ngược lại đó chúng ta lại có những người như là Michael Berry các bạn Trong quý 1 đó thì Michael Berry ở trong bộ phim The Big Short như bạn cũng đã xem rồi Thì Michael Berry không những là không sợ mà trong quý 1 đó mua cổ phiếu ngân hàng First Republic Bank New York Community Bank Western Alliance, Capital One và PacWest các bạn thì đương nhiên trong cái số lượng ngân hàng này đó các bạn đã thấy được là Michael Berry mua First Public bây giờ thì cũng không còn gì hết những ngân hàng còn lại thì bây giờ vẫn hoạt động Warren Buffett nói đúng hay là Michael Berry nói đúng thời gian sẽ có câu trả lời và đương nhiên những gì mà thuận chia sẻ với các bạn đó thì chúng ta đều nhắm tới một câu hỏi đó chính là Fed sẽ có những cái động thái gì tháng sau liên quan tới lãi suất tại vì các bạn đã biết là khi mà lãi suất hay là dòng tiền được thả lỏng đó thì chúng ta sẽ thấy có dòng tiền mới đổ vào những cái mảng đầu tư và đó là lúc mà nhiều người tin tưởng là những tài sản sẽ có sự tăng giá.